quyền năng của lòng nhân từ. Có tên cướp đi vào ngôi làng nọ. Hắn ta ẩn trong nhà vị bác sĩ duy nhất ở trong làng, người mà hắn tin là rất giàu, nên dự tính đến khuya sẽ nắm đầu ông bác sĩ và bắt ông nói chỗ cất giấu của cải quý giá của mình, rồi giết ông đi để bảo mật. Đêm hôm ấy, đột nhiên có điện thoại từ người thân của đứa trẻ làng bên cạnh đang bị bệnh rất nặng cầu cứu bác sĩ. Lúc ấy, vào mùa đông, trời đổ tuyết lớn, mưa gió bão bùng, làng của đứa trẻ bị bệnh lại cách xa một quả núi, đi đến đó sẽ gặp nhiều nguy hiểm ở trên đường, mà trời lại quá khuya. Trong khi ông đã trải qua một ngày quá mệt mỏi, gác điện thoại, ông bác sĩ thở dài dự định lên giường để nghỉ. Nhưng rồi ông lẩm bẩm tự nhủ: mình không đi bây giờ, lỡ như đứa trẻ ấy chết thì sao? Nghĩ thế xong, ông lấy lại tinh thần, bèn mặc thêm áo ấm, cầm cây đèn bão rồi mở cửa ra đi. Dáng ông liêu xiêu trong gió tuyết. Sáng hôm sau, khi ông bác sĩ trở về, tên cướp đón ông ngay trước cửa nhà, sụp xuống dưới chân ông: ông có biết tôi chờ ông suốt từ đêm qua tới giờ không? Xin ông vào nhà để tôi khám bệnh cho ông, ông bác sĩ đáp lại. Tên cướp nói: không phải thế, tôi là một tên ăn trộm. Đêm qua tôi đã ẩn nấp trong nhà của ông. Tôi muốn bắt ông khai chỗ cất giấu của cải và rồi quyết định sẽ giết ông. Nhưng hôm qua, giữa trời mưa gió bão bùng, tuyết rơi khắp chốn, ông lại bất chấp nguy hiểm đi chữa bệnh cho người ta. Tôi cảm thấy xấu hổ vì định làm hại một người có lòng tốt như ông. Khi ông ra đi trong đêm tối, ông không chỉ cứu đứa trẻ ở làng bên, nhưng còn cứu chính bản thân ông. Và ông biết không, ông còn cứu cả tôi nữa. Thật may cho ông bác sĩ, sự may mắn ấy của một con người không phải đến từ cách tình cờ, mà nó được tích lũy bởi lòng chân thành và tình thương của họ. Tình yêu thương của con người vẫn có thể lay động được cả trời đất. Bởi thế nên có thể nói rằng, chúng ta bất kể giàu, nghèo, sang, hèn đều gắn kết với nhau được, đó là nhờ việc cho đi. Cho đi giống như hành động của một Bill Gates hay Warren Buffett là những vĩ nhân có thể thay đổi cả thế giới. Chúng ta cũng có thể không hoặc chưa làm được những điều lớn lao như các vị này, nhưng chúng ta có thể cho đi bằng những hành động nhỏ bé hàng ngày. Đó có thể đơn giản chỉ là một nụ cười dịu nhẹ tỏ ra với người bán hàng, hoặc lời cảm ơn chân thành đến những người lao công ở trên phố, hoặc biết chia sẻ công việc nhà với bà con, hoặc biết xếp hàng ở phố, chợ, biết bỏ cọng rác vào thùng rác, biết xách hộ cái giỏ nặng cho người phụ nữ mang bầu, biết nhường ghế cho các cụ già vất vả trên xe buýt. Vào những lúc có thể, ta cũng nên làm những việc nhỏ bé, chỉ vậy thôi. Nếu tất cả mọi người đều biết cách sống mà cho đi, ắt hẳn tất cả mọi người lại sẽ nhận ra thiên đường ở ngay trên thế gian này. Có người lại sẽ bảo: tôi còn nhỏ tuổi và đời tôi đâu phải màu hồng mà phải làm thế. Thật sự thì bút màu đang cầm trong tay, ai cũng có quyền tô vẽ màu sắc cho đời mình được hết. Để kết thúc những dòng chảy này, nay xin kể thêm một câu chuyện về hai cái hồ ở đất nước Palestine thuộc miền Trung Đông binh biến. Nhiều người vẫn bảo Palestine có hai biển hồ. Biển thứ nhất là biển chết, đúng như tên gọi, không có sự sống nào ở bên trong hoặc xung quanh biển hồ này. Nước trong hồ không có loài cá nào,
lại sống nổi, mà người uống cũng bị bệnh. Không ai muốn sống ở gần đó. Biển hồ thứ hai là biển hồ Galilee. Đây là biển hồ thu hút khách du lịch nhiều nhất. Nước ở biển hồ này lúc nào cũng trong xanh mát rượi. Con người có thể uống được, mà cá cũng có thể sống được. Nhà cửa được xây cất rất nhiều ở đây. Vườn tược ở đây tốt tươi là nhờ nước hồ này. Nhưng có một điều kỳ lạ là hai biển hồ này đều đón nhận nguồn nước từ sông Giô-đanh. Nước sông Giô-đanh chảy vào biển chết. Biển chết đón nhận và giữ lại cho riêng mình mà không chia sẻ cho nơi nào khác. Nên nước ở biển chết trở nên mặn chát và mặn chẳng. Còn biển hồ Galilee lại cũng nhận được nguồn nước từ sông Giô-đanh, rồi từ đó tràn qua các hồ nhỏ và các sông lệch khác. Nhờ vậy, nước ở hồ này luôn trong và mang lại sự sống cho cây cối, muôn thú và cả con người nữa. Ánh lửa sẽ chia là ánh lửa lan khắp chốn. Môi người có hé mở mới thu nhận được nụ cười. Bàn tay có rộng mở và trao ban mọi thứ. Tâm hồn mới ngập tràn niềm vui bất tận. Thật bất hạnh cho những ai suốt cả cuộc đời chỉ biết giữ cho riêng mình đủ mọi thứ. Sự sống ở trong họ rồi cũng sẽ chết dần chết mòn như nguồn nước ở trong hồ biển chết. Kinh Thánh chép: Nhưng hãy đối xử với nhau cách nhân từ, thương xót nhau và tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho anh chị em trong đấng cứu thế vậy. Hãy nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu mà chính Ngài đã phán: Ban cho có phước hơn nhận lãnh. Sách Ê-phê-sô chương 4 câu 32, sách Công vụ chương 20 câu 35.